Mục vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài học đức tin tựa đề Biết mục đích sống. Quả là một hành động thật ngu dại nếu như chúng ta chạy mà không biết mình đi đâu và không biết lần mức đến là đâu. Tệ hơn nữa nếu như chúng ta không biết tại sao mình làm điều như thế đó và mục đích của việc chạy là gì. Trong quyển Tăng trưởng mạnh trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, tác giả là mục sư Chuck Swindoll có kể câu chuyện ông Thomas Huxley, một người theo thuyết bất khả tri nổi tiếng ở thế kỷ 19. Thomas Huxley là người cổ suý cho thuyết tiến hóa và chủ nghĩa nhân văn trong việc chống lại cơ đốc giáo. Lần kia ông Huxley ở Dublin và hối hả chạy cho kịp chuyến xe lửa. Ông nhảy lên một xe taxi do ngựa kéo rất nổi tiếng thời đó ở Dublin và hỏi người tài xế: "Nhanh lên, tôi sắp bị trễ rồi, chạy thật nhanh lên." Người lái xe giục ngựa chạy hết tốc lực. Ông Huxley ngồi băng sau nhắm mắt lại. Sau một lúc, ông ta mở mắt ra và liếc nhìn ra bên ngoài. Ông ta mới thấy là xe đang đi ngược hướng mình muốn. Lúc ấy ông mới chợt nhớ là mình đã không nói cho tài xế biết ông muốn đi đâu. Ông nói với tài xế: "Anh có biết là anh đang đi đâu không vậy?" Người tài xế đáp: "Thưa ngài, không ạ, nhưng tôi đang chạy hết tốc lực đây." Biết được ý muốn tốt của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta sẽ giải quyết được vấn nạn bối rối thuộc linh của chúng ta. Nó hướng dẫn chúng ta đi đúng hướng trên hành trình thuộc linh và dạy chúng ta biết cách sống cuộc đời đầy ý nghĩa. Hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời sẽ giữ chúng ta khỏi tà giáo và lạc đạo, cũng như sự ngu dốt thuộc linh. Đó là lý do tại sao Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Cô-lô-se có sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời. Câu gốc suy gẫm: xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Cô-lô-se 1 câu 9b. Amen.